Nada, long story ya. Soy la vaina, ya que para los hombres. Mà mấy đứa nhân viên mới là có KPI mới á, mà không làm giống mình luôn. Có cái lead mới á, không làm giống như mình luôn. Không làm giống mình à? Ừ. Làm gì? Ăn con xe để con có thêm kia này. Hướng dẫn trang điểm móng tay, làm tóc, da mặt, hướng dẫn học tập, review sách, đồ công nghệ, thời trang, mỹ phẩm. Để đây gửi anh với cô nhóm. Được rồi à? Không, mấy thằng bạn cũng làm, cũng gửi. Mẹ mà nó, mẹ anh tưởng gửi cho mấy đứa nhân viên mới á, gửi cái link này cho nhân viên mới á. Tức là hàng kia anh không cho mình làm vẽ là đúng rồi đó, để cho bọn đi làm.
Mặt gian lội, sáu lội, thao tác máy tính yếu lội, ngơ ngơ lội. Hả? Ừ, sao là phải đường mình muốn? Đợi vừa rồi tiếng đẹp hơn. mấy ông điêu vãi. Có mấy cháu tướng số tài năng, giao tiếp kỹ năng tốt nhưng tướng số không chuẩn. Video thôi. Nhanh lên view á. Vừa miêu với cô mấy kênh này như thế di động á. Mấy con nó đâu biết gì con nghẹo không. Vẫn được cái mặt đẹp á. Con quá trời luôn. Nó biết nhiều môn, nó nói theo cái thông số của máy thôi. Đâu có biết nhiều môn, vẫn bắn được view nhiều. Ờ, cái dễ quá.
Không giỏi quá cũng khó, mà yếu quá cũng khó. Không lội liền, đúng rồi, mấy anh nói lội là đúng đi chứ. Bà này sao? Đúng rồi, gì nữa? Anh biết lớn hơn tưởng đúng không ạ? Chuyên lại làm trợ lý trưởng phòng này.
Năm sau vậy, có tên anh và nắm tay anh. Như lên đâu rồi? Một người. Gì? Dạ vui. Dạ là vui rồi. À, cái thủ á. Một cái cháu. Làm sao lắm? Làm sao lắm đi? Cương bảo của ông mua đây là sẽ cương đấy. Nếu mà nghe hả? Gì đấy? Quán cái gì? À, bảo một cái muốn đấy là sẽ thế, ba một sẽ thế. Ở đang sơn ngón tay những chân đấy. Thì có thú con chó này sống ở quanh chó này. Con chó sống ở quanh chó này. Thú cưng kìa, quay thú cưng đi. Quay là quay luôn à. Bữa qua nhận bạn quay hai mèo. Quay mèo về công tác.
không nó bị lắm lắm không có gì phải lắm đâu nó gì 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 xoay không thương đã xoay không ơi ờ Biết mà. Không để ông nói điện lại bữa rồi tao nói để xuống dưới làm thôi. Kêu bà đi giao lưu với mấy anh gì khác đấy, lo làm đây. Không biết anh đưa anh sếp chứ mình đâu có anh đâu có đưa lên đâu mà. Tùy. Lên đấy. Anh ơi. Phải xin em bán anh ơi.
Luis. Đi qua đi về nhà làm luôn. Nhắc chạy lên. Thôi ông bay. Đúng không? Nên ba ly cà phê. Đáng đời. Thank you.
Con ai to lắm. Con ai to
Từ từ đưa con nè. Nghe nhạc có đúng mà. Là cái tai đang bịt nè. Tai đang chín nè. Chị đó. Chứ còn điện thoại mô đâm 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 đó. Tao nghe nhạc mà không ai nghe, không ai gọi tao nghe nữa. Bao nhiêu vui mất là phải đi. Đó gì? Điên quá. Nó tưởng trả thêm tháng 1 triệu đi, làm liền. Mì tôm thì khỏe, có nước sôi sẵn đâu, nấu thôi. Nó sắp tưởng trả tháng 1 triệu đi làm liền. Nhưng mà, cái cảm của
có 16 phút. Thôi quay lên đây. Là mình sẽ chết kênh sếp sếp chửi mình. Nguy hiểm đó, ừ. Hay xui nữa. Tuan Subuam. Thank you.
Chắc chắc làm luôn qua chiều để về sớm. Ừ. 3 giờ về rồi. Này anh. Dạ.
Thank you.